Rồi, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Đây là tựa game Beast Farm Simulator. Thì đang trong quá trình mình còn mình farm để mình farm coconut nè, farm trái dừa cũng như là tropical green. Tầm 10 ngày trước á, mình có một cái video đặt ra thử thách mục tiêu là 30 ngày sẽ có được coconut bell. Mới đây 10 ngày trôi qua rồi. Thật ra thì mình không chơi tựa game Beast Farm này mỗi ngày đâu. Chỉ là một ngày nếu mà có chơi chơi không nhiều ha. Về số tiền thì không lo rồi. Cái chủ yếu ở đây là nguyên liệu crafting. Ở đây mình còn thiếu là 200 Purple Potion, 1500 Tropical Green và 500 trái dừa. Thì Purple Potion mình thiếu khoảng tầm 20, 19, 181 nè. Và Tropical Green khoảng tầm 900, đang là 623. Cách đơn giản nhất đó là crafting. Thì để mà crafting lại phải cần trái dừa. Nên thường mình hay làm á mọi người, đó chính là chúng ta sẽ spawn, sử dụng Magic Bean. Nó sẽ triệu hồi ra một cái mầm cây, tên tiếng Anh nó là Sprout. Thì một số bạn mới chơi chưa có biết, cái chữ Sprout Token, đó là liên quan tới mầm cây Magic Bean. Khi bạn triệu hồi một mầm cây ra và farm nó sẽ drop chúng ta những cái token, bao gồm những item nè. Thì sẵn ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ bạn một vài kiến thức hay là sự thật thú vị liên quan tới Magic Bean, hay là Sprout, những mầm cây nha. Thì cái mầm cây này có thể nói là vừa thốn vừa không thốn. Để mà có được mầm cây sẽ có hai cách, cách tự nhiên và cách thủ công. Cách tự nhiên là trong game. Trong game sẽ lâu lâu triệu hồi chúng ta random. Bạn cứ coi thông báo nha. Thì nếu tiện tay bạn cứ đi farm. Cách không thốn thứ hai đó chính là farm ké. Cái Magic Bean này người khác spawn ra, các bạn vẫn hỗ trợ support họ để farm được. Và khi nó drop item thì là của chung nha. Rồi và cách thứ hai chính là triệu hồi thủ công. Thay vì farm ké người khác, bạn tự triệu hồi. Và mỗi lần mình triệu hồi mình sẽ tốn một cái Magic Bean. Thì nói về Magic Bean này rất nhiều cách lấy nha. Cách đơn giản nhất là tiêu diệt quái. Quái nè, boss nè, cứ siêng năng khi thời gian nó spawn lại, bạn đi farm thôi. Đây như mình coi trên wiki ha, drop từ con rẹp nè, cua dừa nè, bạn thấy bên dưới này không? Rất nhiều quái luôn, cũng như cơ hội nhỏ là phần quà từ con cấp buddy, người bạn đồng hành của mình. Ngoài cái việc đi làm token, thì con cấp buddy lâu lâu sẽ cho mình random phần thưởng, và trong số đó sẽ có Magic Bean. Thì ban đêm lại xuất hiện một cái thú vị về mầm cây, nghĩa là mầm cây này sẽ có rất nhiều đồ hiếm nha. Clear đây một tí, mầm cây bình thường, mầm cây rare, epic, legendary, supreme, gummy, sticker, festive, debug. Và duy nhất cái này vào ban đêm, Moon Brown, hay mình gọi là mầm cây mặt trăng đấy, chỉ có thể kích hoạt và triệu hồi trong thời gian ban đêm. Khi bạn triệu hồi đó, sáng sáng nè, đây là mầm cây mặt trăng. Thì cái mầm cây này độc quyền cho chúng ta những cái moon charm để chúng ta có thể sử dụng nó crafting hoặc là đổi cái bộ moon amulet nằm đây nè. Cứ sưu tập đủ 100 cái moon charm và kích hoạt nó thì nó sẽ nâng cấp cái bộ moon amulet mình lên cấp độ cao hơn xíu, maximum là 250.000 capacity nha. Rồi bạn cứ keep hoặc replay. Rồi bây giờ là ban ngày, thì ban ngày nó sẽ không cho chúng ta mầm cây smooth brown này, cho nên nếu bạn đang muốn kiếm moon charm thì hãy cố gắng đợi ban đêm nhé. Sự thật thú vị tiếp theo đó chính là ngoài Magic Bean, chúng ta sẽ có một cái là Festive Bean, chỉ kiếm được duy nhất trong sự kiện Bimax. Và hiện tại chúng ta đang có Bimax. Nó là một cái phần quà, không biết là trong cái hộp quà các bạn có thể kiếm được hay không. Nhưng mà trong BB Catalog các bạn tốn 50.000 hoa tuyết, 50.000 hoa tuyết nha, để đổi 10 Festive Bean nè, 50 Magic Bean, 100 Jelly Bean cũng nên là mục tiêu để có được nó. Tại vì Festive Bean chúng ta những phần thưởng rất là có giá trị. Qua mùa Bimax này là không kiếm được nữa đâu. Và một mầm cây siêu hiếm, không biết khi nào mới xuất hiện. Tại vì sao? Nó chỉ được triệu hồi bởi Onyx thôi, debug. Và năm nay gặp nhau chúng ta về sticker, để có sticker sprout. Đây là mầm cây bên cái trade hub xuất hiện mỗi 3 tiếng. Đây cũng một mầm cây bình thường cho bạn crop, nhưng tên nó là sticker nên nó sẽ cho chúng ta những cái sticker đặc biệt. Thì bạn hãy bấm vào đây nè, sticker book index, thì bấm vào một cái sticker với cái dòng where it's from có một dấu chấm ghi là sticker sprout thì sẽ có cơ hội lấy được từ mầm cây sticker và bên trade hub nha. Trên wiki cũng sẽ có ghi thống kê những phần thưởng từ phân loại các mầm cây khác nhau. Ví dụ như common là cho crafting material nè, cho fruit này kia mình crafting ấy. Rare thì có sẽ có hồi có được silver egg, legendary có được trứng kim cương, gummy đó là gummy mà chủ yếu là gum rub, glue nè, nail mary nếu bạn đã muốn tìm những nguyên liệu này. Còn mầm cây mặt trăng độc quyền là moon charm, rồi debug nè, festive. Trong cái sticker này cũng sẽ cho chúng ta cái cơ hội có được sticker planter nhé. Trồng cây này cũng khó kiếm nè, thời gian trồng khoảng tầm 3 tiếng, luôn luôn cho chúng ta cái burst room tức là triệu hồi nấm, nó giống như là sticker planter vậy á. Và bên đó chúng ta những cái sticker BB Catalog. Các bạn tốn 50 bánh gấu mình sẽ có 5 sticker planter. Cũng nên mua nha. Thì ngoài ra trong game nó sẽ cho chúng ta một cái mà nhiều người lãng quên. Đó chính là nó sẽ có một cái nơi triệu hồi cho bạn kích hoạt tự động. Như mỗi 16 tiếng á, Summon. Đúng rồi, 16 tiếng cooldown. Yêu cầu của nó là bạn phải có được 8 con Legendary Bee khác nhau. Cái bóng đèn là khám phá số lượng khác nhau nè. Nó triệu hồi chúng ta một cái nền ngẫu nhiên à trên núi. Lại một mầm cây silver, mầm cây rare. Đây là một cách miễn phí đó mọi người. Nói chung là tận dụng tối đa mọi cách để có được mầm cây, giúp chúng ta kiếm được item. Như mình có đề cập trong một cái video về coconut bell, để mà crafting nguyên liệu thì cứ đưa nó về những cái nguyên thủy nhất, đó chính là trái cây. Tại vì từ trái cây đó các bạn thấy crafting rất nhiều như là oil enzyme nè, tropical green, hầu như mọi thứ đều crafting từ những thứ nguyên thủy. Thì một sự thật cuối cùng mà cần quan tâm
đó chính là khi các bạn muốn tập trung, giống như mình nè, bây giờ mình đang muốn kiếm cái coconut hay là tropical green một cách nhiều nhất, thì chúng ta nên quan tâm tới vị trí đặt mầm cây. Muốn kiếm được strawberry thì nên trồng trên cái nấm màu đỏ, và đặc biệt là khi bạn trồng trên cái nấm màu đỏ thì sẽ không có blueberry, tức là trái cây màu xanh, và ngược lại như vậy. Trên cái nấm màu đỏ thì số lượng strawberry sẽ kiếm nhiều hơn gấp 4 lần nè, cũng như là trên cái nấm strawberry đặc trưng cái nồng dâu của nó sẽ nhiều gấp đôi. Blue cũng vậy ha, sunflower sẽ cho mình sunflower seed, và apple pack là cho trái dứa nè, cũng như mầm cây ở trên khu vực 35 con ong nó sẽ cho mình 20% phần thưởng nhiều hơn, và đương nhiên cũng sẽ yêu cầu cái pollen mình nhiều hơn. Cái mình đang tập trung đây, trên cánh đồng dừa, mầm cây sẽ cho mình coconut, cho trái dừa, cũng như là tropical green nếu mầm cây nó xịt. Thì đó là những cách các bạn có thể kiếm được mầm cây miễn phí. Còn cách ngồi tốn tiền thì ở đây, quy đổi tương đương mỗi 20 ticket mình sẽ có được một mầm cây, 200 ticket là 10 mầm cây. Còn cách bằng robot nữa, nhưng mà thôi này bỏ đi, trong game có cách kiếm thì không cần phải bỏ robot ra để mua. Và cuối cùng là để lấy được những item crop nó hiệu quả nhất thì bạn nên cho tốc độ của mình nó nhanh, cũng như một số con ong nó support. Như team xanh của mình sẽ có con ếch nó giúp mình liếm token á, người bạn đồng hành cũng vậy nè, cho những item này cũng là token. Và cái token này không xuất hiện vĩnh viễn, khi nó spawn ra nó chỉ có vài giây xuất hiện thôi, nếu mà hết vài giây đó thì nó sẽ biến mất ha, uổng. Cho nên cái việc đi farm mầm cây này cũng phải chuẩn bị một số thứ. Spawn mầm cây trên cái đồng dừa thì số lượng dừa của mình sẽ tăng lên, cũng như là những mầm cây cao nó sẽ có hồi có được cái tropical green luôn, là phải crafting, chứ crafting nó cũng căng đó bạn. Rồi để tránh video quá dài mình sẽ farm tượng trưng như vậy thôi. Và đi crafting được 124 trái dừa, 10 trái dừa, 2 oil, 2 enzyme. Và với 120 trái dừa này chỉ được thêm 12 tropical green thôi, confirm. Và speed up được 641 rồi. Và từ từ mình tích lên 1500 ha, khi đó sẽ đủ được số lượng nguyên liệu cho coconut bell. Đó thì ngẫu hứng đang trong quá trình đi farm, chia sẻ với bạn một vài kiến thức trở thật thú vị liên quan tới mầm cây. Hẹn gặp lại các bạn những nội dung tiếp theo, xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à, kỳ ghê á.